biết. Thế thì anh vào bên này em ngủ với anh. Hỏi lại câu hỏi để cho em. Đây, đây nếu giờ Vi mà trả lời được tại sao Vi lại thích ngủ với anh thì anh sẽ về ngủ với Vi. Ok, trả lời đi. Trả lời được anh mới về. Tại sao lại bắt anh về ngủ buồn? Vi tại sao lại khóc nhẹ? Không biết rồi, tại tao ngủ đây đi. Vi sao lại đòi cái gì? Vi sao lại đòi cái gì con? Hả? À đòi anh bánh sao? Ừ thì đấy, có ai sự anh bánh đâu. Vấn đề là anh bánh anh ấy phũ phàng. Phũ phàng gì? Đánh luôn à? Không sang đánh à? Đánh, đánh luôn à? Khóc đi. Ôi giời anh. Bây giờ anh bia rồi em. Thế bây giờ anh Bánh hỏi con kìa. Con nói đi, vì sao con thích ngủ với anh Bánh? Trả lời đi anh về. Trả lời đi, vì sao? Vì không biết. Vì không biết á? Trả lời đi, trả lời được thì anh cho Vi về. Nếu ok ở đây. Nhưng mà rồi Vi cần phải trả lời sao cho cái câu hỏi đó nó phải cho cái câu trả lời đó nó phải hợp lý cơ. Anh Bánh sang ngủ có kể chuyện không? Không. Anh Bánh sang có quậy không? Có. Thế là thích ngủ anh Bánh vì anh Bánh quậy à? Không. Quá thì quá. Thôi, đi về rủ đi thôi. Tao bắt đầu đen rồi mà. Đau quá, nó bị sưng. Đó, sao lại đánh anh? Dỗi à, dỗi đánh anh à? Nói lý do đi với đi. Anh nằm đây chờ, đừng nói được cơ anh. Bao quan. Không đánh em. Thôi anh Bánh dắt Vi sang bên kia ngủ đi. Vậy đi Vi phải sang bên kia ngủ cùng. Vậy Vi đi Vi cùng sang bên kia. Vi sang ngủ với cả anh Bánh. Không. Hả? Mang người giống si đi thở. Thằng Vi nó muốn mang cái bình oxy kia lên để cho Vi thở do là. Không, bây giờ này. Mai thử tập thở lại một lần nữa. Còn cái bình đấy là chỉ dành cho bệnh nhân COVID thì mới thở thôi chứ không phải là cái đồ chơi, hiểu không? Còn mai muốn thở thì bảo ông mở ra cho thở một lần nữa. Ok. Rồi, ba anh em sang bên kia ngủ với nhau. Thế bây giờ điều kiện là gì để Bia sang bên kia ngủ với anh Bánh với Vi? Bia không ngủ đó. Bia ngủ đó. Ừ, nếu mà như vậy bên đó mà không có chị chuyết thì Bia có ngủ ở đó không? À có vậy là. Rồi bây giờ thế thì bây giờ nhá, bây giờ chị Thuyết ấy sẽ qua đấy để dỗ mọi người ngủ, sau đấy chị Thuyết sẽ không ngủ ở đấy, được chưa? Ok. Không. Không, tức là chị Thuyết sẽ nằm ở đấy để cho ba bạn ngủ. Còn sau đấy chị Thuyết sẽ có chỗ ngủ khác. Ok, sáng mai các bạn dậy các bạn sẽ không thấy chị Thuyết ở đấy. Thôi, lúc mà mới đọc. Sáng dậy là điều đương nhiên rồi. Sáng là có dậy mà cũng đâu thấy chị. Thôi, có gì nghe. Thôi ba anh em dắt nhau sang bên kia đi. Thôi bây giờ bia với cả Bánh dắt Vi sang bên kia chơi rồi ngủ. Sau đấy nếu mà lúc nữa Bia thấy buồn ngủ thì quay về đây ngủ. Thôi, không em phải ngủ bên đó cùng anh. Không. Thôi bây giờ quản tụi đi. Không. Quản tụi đi. Ba kèo ai thắng hay hai kèo là người đấy thắng. Ủa?
đó. Người nào thua thì phải đi ngủ với người còn lại. Okay. Một xây. Ok, một không. Xây. Hai. Xây. Ba. Ôi, bia thua cả ba keo. Ông già. Bia thua ba keo, bia. Rồi chơi lại một lần nữa nhá, một lần nữa mà thua nhá. Một lần nữa mà thua là sang game ngủ nhá. Rồi rồi, hòa đấy, bây giờ quán ván này là ván quyết đấu. Ok, vừa rồi là hai người hòa một đều, đây là ván quyết đấu. Rồi thôi rồi, bánh thua, nhưng mà quyết định là hai anh em dắt nhau sang cùng ngủ. Đúng rồi, anh em với nhau ngủ đi. Ok, nếu như mà bây giờ... Bây giờ này, mai bánh có bơi không? Mai bia có bơi không? Đó. Nếu mà bơi ấy, muốn anh bánh bơi cùng ấy, thì tối nay bia phải sang ngủ với anh bánh, thì mai anh bánh mới bơi cùng. Ok. Ok, rồi. Let's go. Mày nấu sao? Mày heo sao? Bơi. Bơi anh. Bơi. Bơi trong biển. Trong biển mang hết sang, mang hết sang. Trong biển mà anh đó. Rồi, không tranh luận. Mang ra. Rồi cứ mang sang kia rồi cùng chơi. Sao Vi bây giờ nói to thế? Rồi đi đây. Sao đi vào con tròn quần ở đây nè. Rồi chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.